khi chạm là chạm, bung thì bung nhanh. 2, 3. Tụi con tập cái môn gì cũng vậy, phải có cái cảm xúc bên trong của mình. Ngay cả khi con nhảy Latin với bạn cũng vậy, con vừa nhảy, con gặp bạn, con cũng phải cười để à, chỗ này ta đang biểu cảm. Rồi thí dụ mình cầm đưa cái giải lụa cho bạn, vừa đưa ra hai người chỉ cần không nhìn nhau cái là nó ra câu chuyện rồi. Những cái tiếc nuối hay là vui vẻ phải có cảm xúc hết. Nghiêu ơi, anh có cái ý kiến này nè, là tại vì anh thấy Trấn Thành á rất là đam mê và có vẻ rất là am hiểu về nhảy múa lụa này. Anh muốn xem người kế bên anh mà múa mà nó có cảm xúc nhiều hơn được không ạ? Bây giờ nhảy. Yeah baby. Chú thì sẽ không làm được cái gì hết, nhưng chú sẽ chỉ với tụi con làm. Bây giờ con bắt đầu lại từ đầu nè. Con làm lại y chang động tác đó. Và bạn nam khi mà con nâng bạn nữ nha, con đưa thì cái gương mặt con giống như là con đang hướng dẫn bạn làm. Con đóng vai nhân vật nam. Tôi đang dìu dắt bạn đây, tôi đang hướng dẫn bạn làm cái này đây. À rồi thử cái nào. Bạn làm như vậy nè. 2, 3 đi. Cảm nhận đúng chưa? Tới đây nhìn nhau, tới đây hai người nhìn nhau, nhìn cười và tiếp tục động tác. Đúng rồi. Bây giờ cái này cũng làm lại động tác đó, nhưng vừa làm vội bung ra chứ đừng có làm như vậy. Vừa gặp chậm lại nè, khi chạm là chạm, bung thì bung nhanh. 2, 3. Yeah. Hiểu chưa? Đó là cảm giác của nhảy múa. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành ạ. Một phần thể phạm, một phần hướng dẫn quá tuyệt vời. Ngày hôm nay cảm ơn Bảo Trang, Bảo Long rất nhiều đã mang đến những phần biểu diễn và những phần vượt thử thách quá tuyệt vời và quá là lãng mạn. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem Siêu Tài Năng Nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.